Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu cầu lông đôi nam tại giải cầu lông hộ làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ tư. Phía bên trái màn hình cặp đôi Dũng Dương đến từ Đại học Mỏ Địa chất Học viện Tài chính. Đối thủ họ là cặp đôi Trọng Nghĩa và Đức Duy. Trọng Nghĩa đến từ Hải Phòng, Đức Duy đến từ Hà Nội. Ở trận đấu trước thì cặp đôi Dũng Dương đã để thua sát nút trước cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm. Trong khi đó ở trận đấu trước nữa thì Vũ Lâm và Hoàng Anh lại để thua cặp đôi Duy và Trọng Nghĩa. Ở trận đấu này là trận đấu đấy, đây cũng sẽ là một trận đấu rất hay, nhưng dĩ nhiên là cặp đôi phía xa màn hình ở tuổi trên. Hy vọng rằng Dũng Dương có thể có những một trận đấu hết mình với nhiều đường cầu hay, còn thắng hay thua thì không quan trọng. Thank you.
đi. Yeah.
điểm số 11-16. Điểm 11-16. Dũng giao cầu. Mười 17-11. Trọng Nghĩa giao cầu. Mười 18-11. Cầu lập lưới 19-11. Tiếp tục một tình huống cầu lập lưới. Số điểm 12-19. Dương giao cầu. Cầu ngoài chân. Quả là cặp đôi rất mạnh của giải, họ chỉ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.